Nhà nhà đấy ở tổng thể bao nhiêu người bà? Mười mấy đứa. Mười mấy người ở cái nhà này. Là tối trải chiếu hết đây nằm. Thôi tôi nằm đó ngay ngồi ngay chỗ vô đó ngay chỗ cháu ngủ. À bà nằm ngay chỗ cháu ngủ. Ờ đúng rồi. Nó mới kêu đi ra cho đồ cho chai rồi đó là. À. Không phải nó quen là tối là con ngủ ở đây luôn hả? Đúng rồi, ở đây. Ở đây ở đây. Rồi. Mà cái thằng cái mẹ nó cần ăn đó. Tối có nghĩa đông quá không còn chỗ ngủ cho nên phải lưng ngủ trong này đâu. Ờ, ngủ đó nè cháu. Ngủ tối nó không trèo lên đâu à? Cái ở nó đè lên nó sợ đi nó bỏ nó đó. À. Nó khôn á. Khôn thế ha. À. Tại vì nó lạ, nó sủa hoài luôn. Dạ, dạ. Chị, vô đây em nói chuyện tí được không? Có hai mẹ con chị đi bán vé số hả? Dạ, bán vé số. À, nhà mình ở đâu? Bà lấy bà sẽ 29. Là mình ở với ai? Bốn mẹ con. Bốn mẹ con hả? Là mấy đứa con lớn chưa? Nó còn nhỏ, đứa 4 tuổi, này tuổi rưỡi rồi. À, rồi có chồng không? Dạ, có, ông bị bệnh rồi. Bệnh gì cơ? Ông bị gan. Bị gan hả? Dẫn em về thăm nhà được không? Dạ. Dẫn em về thăm nhà được không? Ở đâu cô? Dẫn em về nhà được không? Về nhà, giờ này về nhà bán sớm. Đây còn nhiều không? Không còn, như đây. Còn nhiều đấy hả? Bây giờ cho em về nhà em thăm rồi em mua được không? Bây giờ chị dẫn em đi nha. Dạ. À, chồng là bị bệnh. Bị bệnh mà ổng như lượm dây chai rồi. À giờ còn ba đứa con ở nhà nữa. Dạ. Gỡ bà cô với bên 7 chủ nhật bà mới qua. À. Dạ. Gỡ ở đây hết ba đứa. Ở đây ba đứa còn mấy đứa nữa? Bà cô giữ anh đứa bên 7. Ba đứa là bốn đứa. Dạ, ba trai một gái. Là có bốn đứa con. Dạ. Chồng chị bị gì? Ông bị gan á. Gan hả? Bây giờ chị dẫn em về nhà nha. Dạ. À, về nhà đi rồi em giúp cho đi. Dạ. Đang vô tình mình đi trên đường các bạn. Mình gặp hai mẹ con chị đang đi bán vé số. Và nhìn thấy cũng khá là tội các bạn. Nên là mình muốn về thăm nhà chị xem là có giúp được gì cho chị không. Nghe đâu chồng bị bệnh mà trong khi đó có bốn đứa con nhỏ các bạn. Chị cứ đi trước đi. Hình như chị cũng không được khôn cho lắm đâu, hình như cũng khờ khờ chứ không phải là được khôn lắm. Nhưng mà có tới 4 đứa con nhỏ các bạn. Chồng nghe đâu thì bị bệnh. Cho nên là về xem. Cho nên là về xem có giúp được cho gia đình chị cái gì không? Chị đâu là đẩy con đi á, cho ngủ ở xe luôn. Che áo mưa. Tới chưa chị? Sắp tới chưa? À, chị cứ đi rồi em đi theo. Hả? À đói hả? Đói hả? Đói à. À.
Ủa, dạ dạ dạ. Nhà luôn là nhà của mình luôn hay là nhà nhà của ông nội? À à. Chào cô. Nè bà cô. Dạ dạ dạ. Cô vô nhà cho con hỏi thăm tí được không? Dạ được. Dạ dạ vô đi. Dạ. Đây là cô của chị hả? Dạ cô ruột. À dạ dạ. Thấy hai mẹ con đang đi bán vé số thấy tội quá ghé hỏi thăm. Đẩy bé vào nhà luôn đi chị. Đẩy bé vào nhà luôn. Mấy đứa con nãy của em đi. À. Mấy đứa mấy đứa? Ở đây ba mẹ, ở đây ba đứa. Nhà này 6 đứa nít. 6 đứa con. Là con của chị này luôn hả? Có. Mấy đứa cháu con mới nhỏ nó đi xuống kia rồi. Dạ dạ dạ. Đó hai đứa đó không ghét á. À. Đây là nhà. Vậy là chị này có 4 đứa con đúng không? Dạ đúng rồi, nãy con nói rồi. Đó. Chị bao nhiêu tuổi rồi? 38 tuổi rồi. Nó phải xưng xưng bạn đừng đừng có xưng con. Dạ. Tôi chết. Tuổi hôm nay nhiêu? 38. 38 nhiều. Dạ dạ dạ. Vô vô nhà đi chị. Nhà đi. Nhà này. Nhà này ở cũng đông ha. Ừ, mấy con chó này. Không có lông cao đâu chó. Dạ dạ dạ. Ôi, nhiều chó thế. Bên này ba con này. 6 con chó. 6. Dạ 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 đúng. Nó không cắn đúng không? Không cắn. Ồ, nhà chất nhiều thứ quá. Đó là bàn thờ nhiều người đúng không ạ? Cũng vậy mà già cậu mẹ anh hai nè, bố cũng đó là chị em. Dạ dạ dạ. Chỉ đồn. Nhà có đúng người lên ha. Bữa hổm đi ngủ ngoài đường nó bắt tôi thành ra tôi giờ trở đây. À. Có nghĩa là ngày xưa mà là cô là có anh em ruột thịt gì với nhà này không? Đây này. Đây là ở đây ông dạy với bà già đó nè, anh hai thằng em Út còn kia thằng em kế còn bà kia chị kế. Dạ dạ dạ, mình ngồi đây đi, mình ngồi đây nói chuyện cho nó tiện. Quá trời đông con ha. Đây là toàn. Nuôi cả gà trong nhà luôn. Nuôi cả gà trong nhà luôn. Dạ. Dạ. 2 4 6 7 người. Nhà này ở tổng thể bao nhiêu người mà? Mười mấy đứa rồi. Mười mấy người ở cái nhà này. Là tối trải chiếu hết đây nằm. Thôi tôi nằm đó ngay ngồi ngay chỗ vô đó ngay chỗ dạ. Cháu ngủ. À bà nằm ngay chỗ cháu ngủ. À đúng rồi. Dạ, có nghĩa là đông quá không có chỗ nằm nên phải nằm ra đó. Dạ. Nằm ra chỗ của con chó luôn. À. Không có chỗ ngủ, đi mấy bữa tôi lượm dây chai ngủ ngoài đường nó bắt tôi. À. Đây là nhà này đến mười mấy người trong cái nhà này bà. Tính hết là bao nhiêu người? Ở ngoại cháu nội tôi không hết luôn. 6 7 đứa rồi. Tổng là bao nhiêu người? Bao nhiêu người sống trong nhà này á? Ở đây là 5 người, hai vợ chồng, ba đứa con ở đây là. Rồi nguyên nhà chị đó 5 người rồi. Rồi cha mấy đứa cháu thì này nữa 5 đứa nữa. 3 5 đứa này nữa. Ừ. Là 10. Tôi mấy đứa cháu ngoại nè. Mấy đứa cháu ngoại nữa. Ủa vậy là gần 20 người ở cái nhà này hả? Ô chà 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 chà, đi đâu hết rồi? Đi vòng vòng đi chơi hết rồi. À. Dạ. Vì sao con chó nuôi không có đường dây chai được, không có tiền ăn nữa. Dạ dạ. 6 đứa chứ, tính là gần 20 người sống trong cái nhà này. Dạ. Đừng quá ha. Rồi bố mẹ mấy bé đấy đâu hết rồi? Đi, ba nó bỏ rồi lúc mới đẻ tới giờ á. À ba bỏ hả? Đâu có nuôi đâu, mẹ nó đâu có làm gì đâu cho tiền nuôi. Dạ. Ô, cô này nó mò mò ra chỗ chó nó cắn đúng không? Rồi, nó cắn không? Không. Trời ơi. Mấy kia ở ngoài người ta còn cho tiền cho gạo đồ cho mấy con này ăn cái giờ vô đi ẩn không có bạc nào ăn. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ đi học không bà? Qua Tết đó mới học. À. Học nhà thờ. Ở đây 4 đứa nhà thờ. 4 đứa học nhà thờ. Dạ. Nhà học từ thiện đấy đúng không? Dạ. Nè thằng này này chứ anh nói này lại hai đứa kia. Mấy đứa 4 đứa. Vậy là trên lầu mấy người?
trên lầu á, 5 đứa chạy 5 đứa. 5 người ngủ trên, còn bao nhiêu ngủ hết ở dưới đây? Chắc là tối là nằm đầy nhà luôn đúng không? Ở cái đó là chỉ có 2 chiếc xe thôi. À, chỗ này 2 chiếc xe, còn bao nhiêu là nằm dài từ dạ, đây này? Đúng rồi. Nằm dài từ đây, nằm ra. Là ra đến tận chỗ con chó luôn. Dạ đúng rồi. Nằm giống như cá hờ. Đấy, ăn uống là có ăn chung không? Dạ, ăn riêng không? Ăn riêng, dạ. Của ai người đấy ăn? Ba cô ăn riêng. À, dạ. Nhà nào người đấy ăn? Dạ. Dạ, chứ không ăn chung. Dạ. Bé này là con chị hay con ai? Có cháu. Cháu hả? Bà. Cháu với ông bà con à. Ở đây kia làm gì? Dạ. Ba bỏ lúc mơ nhỏ tôi đẻ ra là ba nó bỏ luôn. Dạ. Ba nó đẻ bỏ luôn. Bỏ luôn, cái quay về. Đứa. Quay về, đầu đẻ đứa nó rồi đi biến mất luôn. Rồi mẹ nó đâu? Mẹ nó đâu? Mẹ đi rồi, má ở thôi đi chứ làm gì hết. Mẹ bị bệnh à? Không, mẹ đâu, không có làm gì hết. Mẹ đi vòng vòng ở ngoài á. Ủa sao lại không làm gì mà lại mờ dịch này mướn nữa? Thì có bình thường không? Bình thường, hồi trước đi phụ bóng cá. Rồi sau này không nghỉ không có làm. Mùa dịch thì chưa ai kêu hết. À, có ngày dịch bệnh không có ai kêu cho nên là không có bán được vé số đúng không? Đó mà đi bán số để nuôi con nó. Ngày thì bán được bao nhiêu tờ vé số? Dạ, 150. Ngày bán được 150. Còn nuôi 5 đứa con, 4 đứa con. Bốn hay năm? Bốn đứa. Dạ. Nói với lại hai vợ chồng với lại là ba đứa đó là 5 người. Là 5 người, tổng thể là chị đi bán vé số là nuôi 5 người. Dạ. Thế chồng chị làm gì? Lấy được vé số luôn. Đi chơi chiều lên đi chơi thêm. Chồng chị là vừa bán vé số vừa làm vé chai. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Còn má ở đó đó, ở không mong đâu có làm gì ra tiền đâu. Còn cô làm gì? Đi làm chai đó. À, cũng đi làm chai, đi cái xe đạp đấy hả? Đó, đúng rồi, xe đạp. Đi làm chai nào vậy mấy chục năm rồi, giờ hổng dài dịch đâu có đi lượm được. À, vậy là gia đình mình là toàn nó làm chai mới vừa số rồi. Vừa với số, vừa làm chai. Tại không chứ số không đủ chút. Trời trời trời. Là... mấy cô ở ngoài còn ta còn cho đồ nó ăn, này cho gạo, cho tiền mua đồ cho nó ăn, nấu cho nó ăn. Xong rồi vô đi vô đây ở không có nồng bạc nào. Anh thấy là những người đang còn ngồi ở đây là đông rồi, trên bàn thờ các anh có thấy 2, 4, 7 người luôn. Quá đông luôn à. Dạ. Làm sao đủ sống trời. Ừ, của anh nó ăn. Ai làm à, có nghĩa là ở trước nhà. Nhưng mà ai làm thì người đấy ăn thôi. Dạ, đúng rồi. Cô làm cô ăn, còn chị làm chị ăn đúng không? Ở đây đi bán rồi tự ăn. À. Ông Quy đứng cái dầm dầm. Mày làm gì Quy? Vô Quy. Ai vậy? Cháu. Ăn em. À, em của chị. Cháu cái bằng gì? Lớn chưa? Lớn tuổi chưa? Hai mấy hả? 23 tuổi rồi. Dạ. Đi đoạn. Quy, đi đoạn. Rồi cô đi lượm ve chai một ngày được nhiều không cô? Có đâu đi lượm nghèo, người ta có cái xuống cho rồi đi về ngồi đi. Rồi một ngày kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Trời, 2-3 ngày bán được có 50-60 ngàn bà. Trời được có. Nhưng mà cô có nuôi hai không hay là chỉ một mình thôi? Nuôi hai đứa cháu ngoại nè, với lại chó không chó. À, nuôi 6 con chó, nhà hai đứa cháu ngoại. Đông nhỉ? Chỉ đông. Nó làm vậy đó, đi để ngồi đó, nó không có la mà ngồi nó la. Quen rồi đúng không? Giống dạ đúng rồi, ngồi nó có sủa. À. Nó vậy chú đi đựng chai rồi, mới kêu đi ra cho đồ ra chai rồi sao lại. Giống kiểu nó quen là tối là con ngủ ở đây luôn hả? Đúng rồi, ngủ ở đây rồi. Trời. Mà cái này thích mẹ nó cần ăn đó. Tối có nghĩa đông quá không còn chỗ ngủ cho nên phải lưng ngủ trong này đâu. À, đó nè cháu. Ngủ tối nó không kèo lên đầu à? Cái ở nó đè lên nó sợ đi nó bỏ nó đó. À. Nó khôn á. Khôn thế ha. À, tại vì nó lạ, nó sủa hoài luôn. Dạ, dạ. Rồi chồng chị năm nay bao nhiêu tuổi chị? 53 tuổi. Chồng chị 53 tuổi, dạ. Chị 38 tuổi. Dạ. Dạ. 5 đứa con. Dạ. Đứa lớn nhất mấy tuổi chị? 4 à. 4 đứa, đứa lớn nhất mấy tuổi? Thằng 14 tuổi, đứa 10 tuổi. Thằng đó đó, bằng thằng năm đó. Đó, 2 đứa. Dạ, dạ. Thằng 2 tuổi, gần 2 tuổi rồi. Ừ. Đứa 4 tuổi. Cái đẻ vậy thôi nha, đừng có đẻ nữa nha. Dạ không. Có nhiều khổ ha. Dạ. Vậy là tính ra là nhà này là tính đủ ra là 20 người. Đúng rồi sao? 20. Đúng rồi. Nhà này 5 mấy cô là 6, 62 đứa cháu ngoài là 7. 4 đứa cháu ngoài rồi mà 2 đứa kia mẹ nó chở đi với cha rồi. Ừ. Vậy là à cũng đâu đủ ăn đâu, nhỏ lớn bán số nhỏ. Có lớn vậy nè. Dạ. ở đây bán số còn vừa lượm dây chai là hàng ngày là chị đi là chị cứ chờ ở một đứa nhỏ đi vậy hả?
Hai đứa kia đi bán vé số. Hai đứa lớn cũng bán vé số luôn. Dạ. Ăn nhỏ này với thằng bằng thằng đó đó đi bán vé số. Để đi bán số. Hai đứa hai chồng hai đứa con đi bán vé số. Vậy là phải cả gia đình bán vé số. Ha. Dạ. Chúng chú rồi. Cô này mấy tháng rồi? Dạ. Mấy tháng rồi. Nó tuổi rưỡi rồi. Tuổi rưỡi rồi. Gần 2 tuổi. Tuổi rưỡi chưa có đi hả? Dạ, biết đứng chậm rồi, biết đứng chậm rồi rồi chung. Nhưng mà chưa đi được không? Dạ chưa, nó muốn chạy. Nó bò lẹ lắm. Nó đẻ vậy đừng có đẻ nữa nha, đẻ dạ. Nữa là nuôi không nổi đâu. Nó chịu ra không được cho nó chừng. Nó thấy nói chuyện với người khác là nó ngồi với tụi nào nó chuyện tụi này nó nhai nhảy. Ờ, nó cần anh á. Nó la chừng nào lại gần nó. Ý là nói là phải quan tâm đến nó chứ đừng quan tâm người khác. Dạ. Đấy chứ còn bao nhiêu tờ cái số? 14 tờ. 14 tờ hả? Dạ, gần còn sớm mà. Sớm 4:15 mới sổ. À 4:15 mới sổ. Hôm đứng ở ngoài cây xăng chỗ nãy em đi á là hết xong em về luôn. À có nghĩa là còn mấy là đứng ở cây xăng là hết là mới về đúng không? Dạ đúng rồi, hết xong mới về đây. À. Rồi con cái gì mà nó đông quá đông. Nó cháu đẻ ra ba nó bỏ, thằng anh nói giờ cái đi quay trở lại cái đẻ thằng này biệt dạng luôn. Có nghĩa là có mấy lần về cái là đẻ đứa xong là đi. À. Rồi sao để nhỏ này ra bắt đầu cặp con khác ở tới giờ luôn là bỏ nó luôn không có tới luôn thăm không có tan không có nuôi gì đó lớn vậy luôn. 20 người ở trong cái nhà này. Dạ. Để đem vô. Rồi mình đi bán cái số này có đủ sống không chị? Dạ. Có ăn gai, cũng là gai gạo ta cho gạo. À, rồi trước đó mình dịch bệnh đấy thì mình có đi mà không đi bán cái số thì lấy gì ăn? Dạ, ta cho người vô đây người ta cho. Ta cho nó giống kiểu cho cái củ quả ăn. Dạ. Có gì ăn đó, mắm muối. Ta cho nó chứ chồng có cho tôi cái gì đâu. Có cho vậy ư? Có nghĩa là giờ dịch bệnh là người ta cho. Có gì ăn đó. Là nhà này chính xác là nhà của người này của ai? Của ông già với bà già. Để lại chồi chung vậy thôi. À. Chung hết. Có nghĩa là giờ cho chỗ ở chung. Chứ không có chia cho ai đúng không? Coi như là mẹ 1 2 3 4 4 người không mua nhà đó giờ chết hết. 4 người hả? À, 4 người mua cái nhà này là mất hết rồi. Dạ. Giờ cho con cháu ở hết ở đây. Là không có bán luôn. Cái này là chỉ là để nhà thờ thôi. À, rất là làm cái nơi thờ. Cái chết là thờ ở đây chứ không có đem đâu hết. Dạ dạ. Thôi trả em. Đi riêu xong á hụt bóng bóng xong làm nhưng mà hình như không để đây. Có nghĩa là khi mà không được bán. Dạ, không được bán. Ui, cái đèn quá. Cái hành anh á. Dạ, dạ, dạ. Coi là con đó. Trong nhà này. Dạ. Nó lấy nó xa được. Tao biết. Cái đó cho nấu đồ ăn đó chú. À trong này là giống kiểu làm cái bếp hả? Không phải. Cái nhà không phải là cái bếp phòng ngủ nhưng mà làm đồ ăn cho mấy con chó ăn này chưa có cho ăn. Ủa đây là đồ ăn cho chó hay cho người? Không phải. À, không phải, cái này làm cho mấy con chó ăn đứng mắt rồi cơm lên mà quên. Nó nhà này làm cho mấy nhỏ ăn, mấy đứa nhỏ ăn. Nấu cho chó ăn. Dạ, nấu nướng cho mấy đứa nhỏ ăn á. Dạ dạ dạ. Nè mua đầu gà về nấu cho nó ăn nè chưa? Dạ. À, mua đầu gà đó về nấu cho chó hả? Dạ, ngày nào cũng ăn vậy á. Ồ, chó ăn sang chứ vậy hả? Nó có ăn. Dạ, tại bỏ vậy nó lừa ra cho. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thôi để ngồi đi, để em mua cái số dùng như nào. Dạ. Là bao nhiêu? Mười mấy tờ? 14 tờ. 14 tờ dạ, đó. Là hết luôn. À. Giờ chiều tới 4 giờ rưỡi ra lấy số khác. Ừ. Số ngày mai nữa. Là số chiều nay sổ rồi. À. Số ngày mai nữa. À, có nghĩa là chuẩn hôm nay là sổ xong rồi ra ngoài lấy liền. Đấy là 14 tờ đúng không? Để em trả cái gì 14.000 đúng không? À 14 140 đúng không? 140 dạ. À. Thối lại cho em 60 đúng không? Dạ. Rồi cái này là mua vé số ha. Dạ. Rồi bây giờ em nay em ghé em thăm thì thấy nhà cũng đông cũng neo đơn á ha. Dạ. Em tặng cho gia đình chị 1 triệu ha. Dạ.
Này là tiền của anh Trung ở bên Tân Bình ha. Để biếu cho gia đình mua đồ ăn thức uống cho mấy bé ha. Thấy nhà cũng đông cũng cái này là cho tập thể là cho sao? Cái này em cho mẹ con chị á. Rồi nếu mà có dịp sau em xin được ai cho thì em tới em cho hết tất cả ha. Cái này là hôm nay em gặp mẹ con chị ấy, thì giúp cho mẹ con chị thôi nha. Còn là để lần sau đi, nếu mà em xin được chút cái khác thì em cho cả nhà nha. Thôi các bạn ơi, hôm nay thì mình ghé thăm chị, thấy chị nuôi 4 đứa con các bạn, bán vé số nọ kia, các bạn mình thấy tội thì mình theo về nhà. Thì mình thấy cái nhà này nó cũng thấy gia đình này cũng nó đông con đông cháu và cũng khổ quá, cho nên mình chia sẻ một ít đến với mọi người. Cho nên là mình tới đây thì mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau nha. Còn chó mà cho ăn một thau vậy hả? Chó mà cho ăn một thau vậy hả? Dạ dạ dạ. Thôi em đi nha. Dạ dạ.